Rồi, em xin chào mấy anh em ha. Thì mới nay em giới thiệu cái dòng loa bên em cho anh em tham khảo nha anh em. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Cái tiếng chim bên em là tiếng chim em tự làm nha anh em. Em tự làm chứ em không có đau trên mạng ha, đâu về nha anh em. Thì bên em bán thẻ loa kèm thẻ nhớ luôn nha anh em. Thẻ 2GB hoặc 4GB. Anh em cần 2GB hoặc 4GB nha anh em. Thì cái loa này là loa là anh em xài nhiều nhất nha anh em. Thì loa này xài nhiều nhất ha, cái loa này giá nó rẻ. Thì loa bên em là loa bán là loa mới 100% nha anh em, không có phải loa sửa lại dán tem hay gì giao cho anh em nha. Thì anh em về có quyền test thử thoải mái nha anh em. Thì loa bán cho anh em á, thì khi mà giao về cho anh em thì em cũng thử đầy đủ hết trơn rồi em mới giao về cho anh em nha anh em. Thì xài ok rồi. Là em cũng để bên chuồng cu bên em bển á. Chạy bánh cho nó một ngày cho nó cầm pin á, rồi cầm pin rồi đầy đủ tính năng hết rồi em mới giao về cho anh em ha. Thì em cũng không có giao liền, thì loa bên em là loa mới 100% nha anh em. Thì về anh em quyền thử thoải mái nha. Thì cái loa này hiện tại thì em đang bán giá là 480 nha anh em, 480 ha. Thì ngoài trường thì nó có nhiều giá lắm nha anh em. Thì bên em bán là loa 480 nha anh em, 480 nha. Loa mới 100% nha anh em. Thì nhưng mà anh em mua lo kèm thẻ nhớ luôn á thì em cài tiếng chim cho anh em luôn là 560 nha anh em, 560 ha, cũng như là em cài giùm anh em. Còn thẻ thì cái thẻ em cài tiếng chim á là một cái thẻ gì đây là em bán là 150.000 nha anh em, khi kèm lo thì cũng như là em cài giùm cho anh em thôi. Thì tiếng chim ngày anh em xài như 5 tiếng 10 tiếng hay gì đó thì anh em nói em để em cài cho. Còn tiếng chim đêm á là một con vậy là em bán là 150.000 nha anh em. Thì con là làm cũng 5-6 phút chứ không phải là mau nha anh em. Thì tiếng chim em tự làm không, thì đặc biệt tiếng chim đêm bên em ha, chim đêm bên em là bán nhiều lắm. Thì anh em nào xài tiếng chim bên em, tiếng chim đêm thì biết anh em thích lắm, hay lắm nghe nè. Tiếng chim làm chứ em không có đau đâu dễ chứ. Thì đặc biệt là tiếng chim bên em riêng nha, em làm riêng biệt hết rồi nghe nè. Rồi thì trong cái lo mà khi mà anh em xài mà một thời gian nên là như nó có bị chai pin hay gì đó anh em, thì bên em cũng bán cũng có pin bay pin cho anh em thay luôn ha. Cái này anh em dặn mấy cái quần ốc ngoài sau á, cái mình thay vô nghe nè. Thì cục pin theo máy này thì 101 nghe nè. Còn cái này là cục sạc dự phòng nè. Thì khi cái lo mình đi xài á thì nó có hết pin hay gì mình bỏ theo anh em, bỏ theo mình xài. Thì cái lo này là mình điều khiển được 300m nha anh em. Còn mà như mà anh em muốn cho nó xa hơn, trường hợp nào mà chống quá anh em khó điều khiển thì mình kéo cái anten lên em để trên cây thì nó sẽ xa hơn được 50 nữa nha anh em, 50-100m nha, tùy theo nha anh em. Thì cái lo là bán giá 488 ha. Còn như cái điều khiển này anh em, mình em cũng có bán rồi luôn nha anh em, điều khiển này 140 nha. Còn cái cục sạc của nó nè, cục sạc của nó thì anh em có bị hư hay gì đó thì bên em cũng có bán luôn nghe anh em, 140 ha. Thì trong cái lo này thì nó đầy đủ cho nghe anh em, thì nó cũng điều khiển rồi tặng 3 cục pin rồi cái túi đựng lo mít đồ đầy đủ chứ, trong cái lo là đầy đủ cho nghe anh em. Thì như mà anh em hư hay là mất gì đó thì anh em alo em, bên em đều có bán phụ kiện theo cái lo hết trơn nha anh em. Thì lo bên em là lo mới 100% nha, anh em cần mẫu lo nào thì alo em nghe anh em. Còn cái này là cái ba lô này nè, cái túi vải chéo á, thì cái túi này thì may dày lắm, dày lắm nghe nè, màu đã, màu nhuộm màu cũng bền màu luôn nghe nè, màu này bền đó, thì nó dày vậy nè. Cái túi này đựng đồ đã lắm nghe anh em. Thì đặc biệt là cái túi này nó có may thêm một cái túi ngoài trước này để mình có thể đựng lo được nữa nghe anh em, đựng lo ha. Này cái này nó gọn đẹp lắm nghe nè, anh chị em dày lắm, đã lắm nghe nè. Thì cái quay đeo của nó nè. Anh em yên tâm nha, ở trong này em đang biệt làm dặn thợ may thêm nhiều lớp nữa thì khi mình sau này mình quải thời gian nó buông chỉ nè, nó đỡ lắm. Em dặn sợ mấy cái quay nó may nó ưa buông chỉ nè, quay chủ ghê quay á, dặn thợ may thêm. Thì cái túi đeo chéo này hiện tại em đang bán giá 170 nè. Em cần cái túi này thì alo em ha, cái này mình có thể đựng lo đựng vừa bảy cua gáy rồi trong này ok lắm nha nè. Thì tiếp tục lên giới thiệu cho anh em là cái thằng giò bảy cua gáy, mà thằng này làm bằng cước nha, cước Thái ha. Thì hôm ngày cái cước Thái này bán nhiều lắm, thì cước Thái này sau này làm vô trong cái bọc này nó gọn lắm nghe anh em, nó gọn lắm,
gọn lắm nha anh em. Thì nó không có ấy quấn như hồi lúc trước anh em. Nhưng vô trong mấy cái kia thì nó quấn, nó quấn, mình lấy ra nó khó. Còn cái này thì vô này thì nó gọn lắm. Thì cái một bộ gì đây là 10 chân nha anh em, 10 chân ha. 10 chân cái này làm bằng thép nha anh em, gót nhọn cái này, nhọn để mình cắm xuống nó dễ hơn nè. Dây của nó là dây siêu bền luôn nha anh em. Nhưng mà cổ khô ha. Thì đặc biệt cái dòng cước thái này là cái chân cắm nó cao nha nè, để mình cắm chỗ đất mềm để cát ha, nó sẽ chắc hơn, hoặc là mình đánh ngụy trang trong cỏ ok lắm. Thì một bộ gì đây là 10 chân ha. Cước này anh em cắm ngoài nắng anh em yên tâm nha, nó không có quéo lại nha nè, không có co có quéo lại. Đã lắm, cước này không ra bắn nhiều lắm nè. Thì anh em đi đánh ngụy trang là thường thích cái dòng này lắm. Thì bên em bán hai dòng nha anh em, dòng cấp đuổi C7 và thằng cước thái này. Thì một bộ gì đây là 140 nha anh em, 140 ha. Ở trên này có quấn đồng nữa nè, quấn đồng vô cũng cước anh em, tăng cái độ chắc chắn hơn, quấn mạnh lắm nha anh em. Điều anh em cầm cước thái alo em nghe anh em, cái này hổng gài bán nhiều lắm. Hổng khi đổi cái mẫu lại làm cái mẫu này gọn á, anh em xài thích xài nhiều lắm. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em. Thì anh em điện em số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo nghe anh em. Còn mà anh em có thể qua bên kênh Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán bánh nha anh em. Thì anh em gõ bên kênh Mẩy Thép thì nó sẽ hiện lên. Thì em giao hàng toàn quốc. Thì bên em thì cũng nhiều mặt hàng lắm, mấy trăm mặt hàng. Thì em chỉ giới thiệu ngày em lên clip anh em, giới thiệu sơ lược một số mẫu thôi. Thì như anh em cần mẫu nào thì điện em, hoặc là anh em nhắn tin Zalo, số điện thoại em để trên đề, nếu có báo thì em sẽ báo, có báo giá luôn cho anh em nghe anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau ha. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em.